Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến về việc sửa đổi bổ sung một số quy định trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong số 10 điểm mới sửa đổi bổ sung so với quy định hiện hành, thì đáng chú ý là thí sinh được đăng ký dự thi trực tuyến, ngoài việc đăng ký trực tiếp tại trường nơi học lớp 12 như những năm trước. Đây là quy định rất phù hợp với chủ trương chuyển đổi số trong quá trình đăng ký dự tuyển vào đại học cao đẳng.